rồi căng là phải nhanh hết sức có thể. Con da đợt này chúng ở mình quá trời ghẹ luôn. Cả nhà mình xem đặc sản Nam Du nha. Cháu nội tôi cha mẹ nó chết hết rồi, 2 tuổi giờ tôi nuôi được 13 tuổi. Như khách mà đứng xa xa người ta quắc quắc là mình không thấy luôn. Dạ. Đây là mấy trái dưới biển chín nè. Chào ngày mới cho mình gửi lời chào và lời chúc sức khỏe gửi đến tất cả cô chú anh chị. Cảm ơn cả nhà mình đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại quần đảo Nam Du, một quần đảo rất đẹp và còn hoang sơ của huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Hôm qua mình đi từ Hòn Sơn đi tàu cao tốc ra đây tầm 1 tiếng thôi, vé một người là 78.000. Còn nếu mà mình từ Nam Du nè, mình đi vô bến tàu thành phố Rạch Giá thì vé nó sẽ cao hơn, 225.000, mình đi 2 tiếng rưỡi. Từ thành phố Phú Quốc, đảo Phú Quốc cũng có chuyến tàu tới đây luôn. Mình đang đi bộ trên cầu cảng của Hòn Lớn, hay còn gọi là Hòn Củ Chon, hòn đảo lớn nhất trong 20 đảo. Ngày trước là 21 đảo á, do bây giờ hòn bờ đập nhỏ và hòn bờ đập lớn gộp chung lại với nhau thành hòn hai bờ đập. Đây là bãi chợt nè. Trên Hòn Lớn thì bà con mình tập trung sinh sống ở bãi chợt, với phía sau nữa là bãi ngự là nhiều. Đang mùa nam ghe thuyền tàu tập trung về đây neo đậu. Tầm tháng 9, tháng 10 là qua mùa bắc. Mùa bắc thì tập trung về bãi ngự để tránh gió bắc á. Hiện tại là có dân cư sinh sống ở 11 đảo. Người dân ở nhiều nhất là ở Hòn Lớn này, rồi Hòn Ngang với Hòn Máu. Quần đảo Nam Du thuộc địa phận của xã An Sơn và xã Nam Du. Hòn Lớn này thuộc xã An Sơn nè. Còn phía bên Hòn Dầu, Hòn Ngang, Hòn Máu, Hòn Hai Bờ Đập thuộc xã Nam Du. Cô chú anh chị và các bạn mình thích hoang sơ, những bãi biển có bờ cát trắng, nước biển trong xanh, trong veo luôn, thì có thể lựa chọn đến Nam Du. Mình thấy đi chơi cũng tiện á. Mình có thể đi qua Hòn Tre này, rồi tới Hòn Sơn, rồi tới luôn Nam Du. Giờ này cũng 6 giờ sáng rồi. Hồi khuya là mưa dữ lắm. May mà giờ này tạnh mưa. Trời này chắc tới trưa là tan mây nắng đẹp á. Ở đây thì bà con mình chủ yếu là làm nghề biển và đang phát triển du lịch. Đó, chiếc đằng kia là nghề lưới ghẹ nè, đi câu mực, câu cá. Có làm nghề bẫy bạch tuộc bằng vỏ ốc, làm nghề lặn luôn, nghề bóng mực nữa. Mình thấy là bà con mình ở đây á, ở sát mép biển luôn,
tại vì địa hình toàn là núi không à, ở sát mép biển rồi bà con mình xây nhà lắng ra biển, phía sau nhà là mấy cái trụ, bê tông. Hôm nay mời cả nhà mình đến đảo Nam Du với mình nha. Xem video nhớ tặng cho mình một like cũng như là một lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn cô chú anh chị và các bạn mình rất nhiều. Cảm ơn chục chục tấm 500. Mật me mấy chú câu ban đêm, giọng sóng bán sóng. Bán này có giá hơn nè. Hai cái kiệt nước. Kiệt bên đây có mực nang, mực lá, cá, con bạch tuộc. Mực này á, là mấy cái nhà hàng hải sản á, sẽ thu mua lại. Cả nhà mình tới Nam Du á, là sẽ được thưởng thức cái món mực nhảy này, mực ống. Sông ăn tươi sông. Dạ. Cái đang thì không gần máy luôn. Rồi, dạ. 6-7 kg luôn rồi. Có bộ bài con đi mà cô. Còn chưa vô vài ký thôi. Có đâu. Có đâu. Khác biết được rồi, cô con đi. Có đâu. Ở bán này cho chú. Thôi, đưa bị ăn đi không? Đưa bị ăn đi. Tặng về ăn luôn. Lượng mực sống ở đây rất là nhiều, tại vì mình thấy nè, ghe của mấy anh mấy chú đi câu mực cũng khá đông á. Đang vào từ từ. Ghe này đi 3 người. Có ghe đi 1 người à. Trong đèn câu. Tôi đi 5 giờ, 5 giờ chiều. Dạ. 5 giờ sáng là kéo nêu để vô đây. Bắt rồi căng là phải nhanh hết sức có thể. Ba ký mốt. Bao nhiêu tiền ký này? À, cái này 350.000 ký. Anh này là anh căng, anh chở đi liên tục. Minh phải không? Minh. Dạ, em Minh 86 bình thường. Còn thấy coi con đi, nhìn quen. Bữa nay ra người đảo này luôn chạy. Dạ, em mới Hòn Sơn qua. Em tới đây em qua. Mực nhảy này đợt trước bên gia Hà Tĩnh ở Vũng Áng á, bà con mình cũng câu rồi bán sống như thế này nè cô chú anh chị. Dạ con chào chú. Chú sức khỏe nha. Dạ cảm ơn cô chú xem video ủng hộ con. Đây là cái đèn để câu mực. Câu mực là không thể thiếu cái này.
anh mới chia sẻ với mình cái cách này cũng hay. Anh có làm hai cái tấm pin năng lượng mặt trời, phía trong có mấy cái bình phát điện nè. Có nắng là cho mượn cái này lại. Dạ, cảm ơn anh. Có nắng là cái này nó sẽ tích điện lại, giống như cái điện dự phòng á, khi mà mấy cái bình này nó hết á rồi nó tự sạc luôn, rất là tiện. Đây là cũng bén nè. Đã. Chú lấy mực nang ăn cho chú. Mực nang có cá. Cho chú để chú làm mồi câu cá. Cảm ơn. Về nhà dưới phải cỏ nhỏ á. Dạ. Em chào anh nha, sức khỏe anh nha. Dạ, cách anh chia sẻ hay quá. Mấy anh mấy chú mà chuyên làm nghề công mực á có thể tham khảo cái cách này. Anh, hai cái tấm này làm nhiều tiền không anh? Hả? Hai tấm pin này làm nhiều tiền không anh? Mười mấy triệu á. Mười mấy triệu, dạ. Cả nhà mình cho mình xin phép được nhắc chuyện buồn một chút nha. Đây là bia tưởng niệm những người tử nạn vì cơn bão số 5, hay còn gọi là siêu bão Linda, năm 1997. Lúc này là mình mới được 1 tuổi thôi, thì có rất là nhiều hình ảnh, rồi video và thông tin về cơn bão số 5 này. Phải nói đây là một ngày tận thế đối với bà con ở đồng bằng sông Cửu Long. Hàng ngàn người mất, tài sản là thiệt hại dữ lắm. Trong đó có tỉnh Cà Mau là thiệt hại nặng nhất. Kiên Giang 460 người trong tỉnh và ngoài tỉnh, đa số là mấy chú, mấy bác, mấy ngoại ngư dân. Bà con mình lập cái bia này để tưởng niệm và thờ cúng những ngư dân khi mà gặp nạn trên biển á, rồi tấp vào đây. Mình quay lên để cho cả nhà mình có tới đảo Nam Du nè, thì ghé qua đây thắp nhang. Bia tưởng niệm á nằm ngay cầu cảng, chỗ mà tàu du lịch cập vô luôn á. Vừa đến đảo là cô chú anh chị và các bạn đi thẳng tới, rồi nhìn qua bên phải là thấy khoai môn ký 50.000. Lấy còn nửa ký đi cô. Bánh bò đường thốt nốt đúng không cô? Đúng rồi, bánh bò, bánh chuối, bánh lá. Bánh lá nè. Có bánh lá. Bánh lá hôm bữa mình quay ở đất mũi Cà Mau, ăn với cúc dừa. Nước cúc dừa nóng. Đẩy cái xe đi bán gì vậy cô ha? Sáng sớm khách du lịch uống cà phê, ăn sáng, ngắm biển. Anh Đông, bên Hòn Sơn bán đá me nhiều, bên Nam Du cũng vậy cô chú anh chị. Me này là lấy từ trong đất liền ra. An Giang, Vĩnh Long nè, nhưng mà bà con mình ở đây làm ngon á, cho nên gọi là đặc sản, chế biến ngon á, ăn với hạt đác nữa. Mắm cá, mắm mực, đồ khô đầy đủ. Mình đi chơi xong mình mua một ít quà về tặng cho bạn bè người thân. Hạt đác khóm, rim á chị ha, rim với đường. Mình thích ăn hạt đác lắm, nó dẻo lắm không? Dạ, mê hạt dẻo. Giờ mình bán từng ly cho khách gì vậy chị? Bán ha? Bán ly, bán hũ đem về luôn em. Dạ.
bò đá vô dầm ha. Cái này thì 70, 3 hũ 200. Còn cái me thường là 60. Dạ. Hũ này hả chị? Hũ lớn nè. Hũ lớn luôn á. Còn bán từng ly thì 20 thôi. Dạ. Đâu ngon luôn. Dạ. Đi năm vô phải uống đó me thử. Dạ. Đặc sản năm vô. Mấy nay buôn bán được không chị? Bán cũng lai ra vậy. Dạ. Cũng chuẩn bị vô học rồi đó. Dạ. Làm cái này cực không chị? Cũng nấu cũng bình thường hả? Mình nấu từ lúc mấy giờ chị? Nấu giúp chiều chiều quá em. Chiều chiều ha, chiều chiều tối ha. Chiều để sáng bán là vừa luôn. Dạ, cho nó nguội á. Dạ. Chứ nấu cái này là nó nóng lâu lắm, phải để một thời gian. Nấu bự giờ này nó vẫn còn nóng ở trong á. Cái này là chỉ ngồi chân ở ngoài thôi, còn mình nấu nồi bự. Dạ, cảm ơn chị nha. Chúc chị buôn may bán đắt nha chị nha. Chị dễ thương. Cá xương xanh. Rồi, cái này là 1 ký cá khô 120. 120. 90 1 ký em. Một nắng thì cái ký nó nặng hơn cho nên giá nó sẽ rẻ hơn. Còn khi mà phơi 2-3 nắng thì nó sẽ ráo nước nó khô lại. Cái này tùy theo khẩu vị của từng cô chú anh chị và các bạn thôi. Nếu mà cá khô mình ăn một nắng rất là ngon cô ha, nhưng mà mình ở xa á, đi xa mình bảo quản không có được, mình phải mua khô. Quá trời đồ khô luôn, loại gì cũng có. Cô dùng biển năm nay, biển người ta đi biển giàu quá mắc mà tầm biển có mật lỗ muốn chết luôn. Dùng biển nhưng mà người ta vẫn đi biển, đánh bắt nó không có giết nhạn cá đuối chạy cá thôi, đâu có nhiều. Bắt hoài nhưng mà cũng hết. Có cái cho đi chị. Cái xương xanh thì ra đây, cái xương xanh một nắng thì cái xương cá khô cứng tung. Chấm hai nè, khô mình 90 một con. Chỉ hỏi cho mấy chạy. Hỏi em đi. À con ở ra nó vô nhớ một hộp thịt thôi dùng toàn nha. Dạ. Cá này là cá bè, bè trang không nè. Dạ. Kiếm thì là 200 ngàn. 200 ngàn. À, con này là một viên me, ký thì 250. 250. Keo về là 80 ngàn. Cái này là khô cá đường 250 một ký. Khô cá đường. À, khô đường chứ. Cá đầu 140 một ký. Cá đầu 140. Cá cơm 90. Cá cơm 90. Dạ. Cảm ơn cô nha cô, con thấy giá cả hợp lý bình dân cô. Dạ. Chúc cô buôn may bán đắt nha cô nha. Ở biển ở đảo cho nên lâu lâu thích ăn cá đồng, cá lóc. Cá đồng, cá lóc ở đất liền chuyển ra. À, cá lóc này mình về mình muốn làm gì thấy ngon quá mình luôn nè. À. Bác đi bán bánh chán với trứng cút. Anh bán thịt. À, bán cho bà ngoại bà già cả không thấy đường xá nhưng bao phụ. Dạ. Dạ. Đây là bà ngoại bà ở Hồng Ngang, rồi anh là người đi ở đảo đây mấy chục năm rồi, anh mới chỉ cho phụ và không thấy đường tiền bạc thì bu gì kia. Dạ. À, thì anh chỉ cho phụ thôi. Bán chút gì đấy bà già, bán chút xíu bà về rồi. Đây là tao già cả mất già cả rồi. Ừ. Dạ. Nhưng mà ngồi bán phụ để bà ngoại thôi. Từ Hòn Ngang mình qua bên Hòn Lớn này là mình đi đò hả? Đi đò qua, đi tàu qua. Dạ. Tàu qua rồi đi dở ra. Ờ, có gian qua. Bán chút ỉnh nè, chút xíu rồi bả về rồi. Dạ. Nhưng tiếng 2 tiếng hồ nữa bả về rồi. Chứ bán mà nắng là đâu có thấy được. Tôm. Ở đây là tôm trong bờ đem ra.
Dạ chú. Cháu con như vậy. Có 28 tuổi. 28 tuổi rồi. Dạ. Cháu nội tôi cha mẹ nó chết hết rồi, 2 tuổi giờ tôi nuôi được 13 tuổi. Con kêu dạ. Bán rồi đó. Dạ. Quê em ở đâu? Dạ con ở Bình Thuận. Bình Thuận à. Dạ. Con thấy bà con mình ở đây đa số là ở nhiều chỗ. Rồi ra ngoài này. Bà phải ở trong bờ. Cắt cho con biết miếng nhỏ thôi. Tại bà đây bà lo đi bán thôi, ta đâu biết đâu. Này phải không? Dạ cắt miếng nhỏ thôi. Miếng nhỏ. Mẹ đi coi cho đi. Cho em bé ăn. Bé ăn hả? Bé con mới có tuổi thọ cơ. Trời ơi, thương lắm, mua để dành cho nó ăn đi. Cân miếng đó bà bán rẻ rẻ cho nó luôn đi. Ngoại phải cúi sát xuống mới thấy. Ăn đi con. Dạ. Khoai mỡ. Ngoại ngoại cầm hết luôn. Đây là 500 ngàn của anh Sơn, chị Lê. Con thay mặt anh chị gửi tặng cho ngoại. Vậy để có tiền mua đồ ăn cho cháu. Để riêng nữa chứ. Dạ. Tên sợ lộn vậy đó. Dạ. Ngoại sức khỏe ngoại nha. Dạ. Cảm ơn. Con bãi ngự đó, bãi ngự chưa? Dạ là ở bãi ngự bà con mình trồng luôn. Lá dứa đậu xanh. Rau má. Dạ, rau má. Này sữa đậu nành. Dạ. Lấy cho con hai chai này đi. Cô có bán thêm cháo nữa. Cháo đậu đỏ cho lá dứa. Dạ bao nhiêu tiền con gửi cô? 20. Cô bán này lâu chưa cô? 4 năm rồi. 4 năm rồi cô ha. Dạ. Ở mình chạy qua chạy lại á, là dốc lắm á. Cô chở này nguy hiểm không cô? Bình thường. Dạ. Lên thì dễ mà con thấy xuống dốc á, là mình phải đi số lớn mà mình đạp cái thắng sau á. Ngày cô chạy hết nửa ngày rồi. Dạ. Ngày hết 5 tiếng. 5 tiếng rồi chạy xe. Dạ. Cô chịu khó. Dạ con cảm ơn cô rất nhiều nha. Dạ. Kiếm tiền khó lắm cô chú anh chị à. Dạ con chào cô. Cá này bà con mình ở đây gọi là cá măng nè. Lưỡi câu. Cá này 6kg. 6kg. Con này chủ yếu làm chả cô ha. Cá tươi nè, mắt trong nè. Cá đói càng lớn càng ngon. Cá đói mà cỡ này á, là nướng là mỡ nó chảy ra, ngon lắm. Nướng này nó cũng chua rồi đó. Chắc cá này mấy chục ngàn ký hả cô? Cá này là 60 ngàn. 60 ngàn thôi. Đó, cô bán ngay chợ Bãi Chệt nè. Dạ, cảm ơn cô nha. Chắc xíu rồi có người mua à. Chú Hòa lái đò. Chú Hòa dễ mến lắm cả nhà. Chú nói là làm cái nghề này chờ đợi cực khổ lắm mà không có nhiều khách. Con của chú là đi làm ở Bình Châu, Bà Rịa Vũng Tàu á. Dạ, không thấy. Dạ. Mắt tôi dở quá. Mắt dạ. Dở lắm em, rồi tay em điếc. Dạ. Rồi giờ anh có cái điện thoại rồi, ai thương anh thì anh lỡ lướt rồi đó ra. Dạ. Có điều kiện anh giờ tuổi anh lớn rồi. Rồi giờ anh lớn tuổi rồi anh không có làm được gì hết. Dạ. Anh chỉ làm mới. Chú Hòa ở Bãi Ngự. Như khách mà đứng xa xa người ta quắc quắc là mình không thấy luôn. Dạ, cứ xa quá là không thấy, gần gần thấy. Dạ. Rồi một ngày chú Hòa đi lái đò vậy được 100-200 ngàn không? À, có khi veo quen thì cũng được 100 ngàn, còn không có thì ngày 40-50-60 thì em á. Dạ. Bây giờ em thấy anh giờ lớn tuổi rồi, anh làm hồ là có nổi thôi. Hồ xi măng anh giá đâu có nổi. Dạ. Bưng đá, bưng cát thôi nổi thôi. Giờ anh có chiếc xuồng cọc cạch gì. Anh em thương anh thì kêu anh. Dạ. Cảm ơn anh em người ta thôi, chứ còn vấn đề không bằng ai đâu em ơi. Dạ. Chú Hoài quê ở Bình Định.
Chú ra đây bao năm rồi chú Hoài? 22 năm rồi. Dạ, là chú có nhà trong đây ha? Đúng rồi, nhà đây. Dạ. Chú có kinh doanh nhà nghỉ, rồi thu mua hải sản nè. Hồi sáng là có một chiếc vô cá thu không? Đây mấy con cá thu mà cái thùng nó đóng cỡ này là cả nhà mình biết nó to cỡ nào. Cá bà con mình câu á. Cá này là chuyển ra Phan Giang. Đi cái chuyến xe khách Kiên Giang, Nha Trang rồi tới Phan Rang, Ninh Thuận á, bỏ xuống. Phải chị mình tới sớm một xíu nữa là quay mấy con cá thu này, rất là hấp dẫn. Dạ đây là 200.000. Tiền con gửi chú Hòa lái đò chở con đi quay với 500.000 của anh Sơn, chị Lê. Còn thay mặt anh chị gửi tặng cho chú Hòa nha. Anh à, em mà làm với anh em tao buồn mình không em? Làm vậy rồi anh em tao có để ý em buồn không gì không? Dạ không có, cái này là anh chị ở nước ngoài á. Dạ giúp đỡ bà con khó khăn á. Em cho anh là anh rất an vui lòng, rất cảm ơn em. Nhưng điều kiện anh với em chưa có từng gặp nhau lần đầu rồi anh làm gì em có sau khi này em có tức tối vô không em để rồi. Dạ không có đâu chú Hòa. Anh chị dặn con á là đi quay á, con là đi quay khắp cả nước luôn. Thì tình cờ hay có duyên gì đó gặp những hoàn cảnh khó khăn á thì con sẽ thay mặt anh chị gửi tặng cho như chú Hòa này nè. Vậy là em cho anh bao nhiêu đây hả? Dạ tặng. Tặng thì là cảm ơn em nhiều quá vậy em. Dạ. Dạ chú Hòa mắt mờ, tai nghe không rõ, vẫn dán đi mưu sinh hàng ngày. Dạ. Em nói với người đó, anh rất cảm ơn nha. Dạ. Anh rất cảm ơn những người có cái lòng lý thiện như vậy, lòng từ bi vậy đó, rất mừng lắm. Dạ. Cảm ơn thời đại bây giờ người ta làm tốt nhiều lắm em. Chứ đừng có cái tiếng lời cao rồi thấp rồi chữ thề chữ tốt rồi nó bất đức lắm. Dạ. Vậy là phải nói là anh rất cảm ơn. Dạ. Không có gì hơn, chúc chú Hòa nhiều sức khỏe chú Hòa nha. Rồi anh cảm ơn em nha. Dạ. Hẹn ngày nào đó anh mời em ở nhà anh chơi để mình tỏ tình với nhau bằng cái tình cảm. Chứ bây giờ gặp nhau rồi em đưa anh đi đây rồi một lát rồi hai đứa mình chia tay rồi đâu có được dạ. Nói gì đâu. Nhưng hẹn một ngày không xa là anh hy vọng rằng sẽ gặp em. Dạ. Bởi vì em có tấm lòng quá. Thanh niên của em có tánh tình phải nói là đầm, hết sức đầm. Dạ. Chứ đáng ra em người xa xui lợi. Nếu mà em có dây tấn cao anh tính bó tay. Nhưng cái này không có. Phải nói là em nhân đức lắm em. Dạ con cảm ơn chú. Dạ. Em tên gì em? Dạ con tên Minh. À, dạ. Con tên Minh. Dạ. Anh nhà bán ngự. Dạ bán ngự. Rồi chiều anh chạy xe. Em có xe đây không? Có xe đây không? Em không có cho em mượn xe chị đi chơi vòng vòng. Dạ con có thuê xe máy. Con nó đưa đi xe chị cho anh, có xe con nó đưa chị đó. Dạ. Bạch tuộc mực dái của nghề vỏ ốc đó, vàng vỏ ốc á, che lại à. Ốc này thả xuống không cần bỏ mồi gì đâu, bạch tuộc nó sẽ chui vô. Một bọc này mấy chục ký không chú? Ba mấy ký. Ba mấy ký. Rút lù ra luôn đi. Rút chưa? Trong này là nước mặn với đá lạnh. Thấy mực nó yếu quá vậy Tùng. 8 ngày à. Đi 8 ngày. Cá mốt chạy. Cá mốt có cái chả bánh cho mốt ạ. Mua bằng cái chợ đó, em mua chạy. Bọc này nó cũng khó cầm, khó nắm. Đổ gia căng. Hôm bữa mình quay ở đất mũi Cà Mau á, thì bà con mình làm nhà cũng làm bằng trụ. Phía dưới là trụ,
nhưng mà đóng trụ nghiêng nhà luôn từ trước ra sau. Còn ở Nam Du thì bà con mình đổ trụ ra một nửa nhà thôi hoặc là 2/3 nhà, ngoài biển cho nên phải làm cái trụ thiệt là to để mà mùa sóng mùa gió sẽ đỡ. Ở gần biển rất là nguy hiểm luôn. Bây giờ không có đất phải ở như thế này thôi cả nhà, không có quyền được lựa chọn. Còn cái mặt bên đối diện á thì ở tầm 2 dãy nhà là ngay cái chân núi rồi. Dạ nước giếng. Chị Lâm ở vuông á? Hả? Có ở vuông á? Sao nghe cái giọng cô quen với vậy cô? Cô ở vuông. Dạ. Ở vuông mà, ở đây người vuông mà. Ở vuông à. Chị cũng ở ngoài em luôn. Là nó quay vô trong điện thoại luôn á. Hả? Cho nên nãy giờ nó nói tiếng, nó nói được sao chúng nó quay điện thoại với vậy? Dạ. Rồi gặp ba cô, gặp cố nhân rồi đó. Không, không, nó quay cho điện thoại kia nặng đâu nãy. Dạ. Cô là ở đây bao năm rồi cô? Mấy chục năm rồi. Mấy chục năm mà lấy chồng ở đây hay sao cô? Chồng tin vụ mà ở đây có mấy chục rồi, ba mấy năm rồi. Dạ. Nhà chị vậy hả? Dạ. Không có, không có lặn đâu, ghi câu bị mực không à. Câu mực, dạ. Ngoài Minh á, ngoài vuông á là nổi tiếng ngày lặn. Ủa, tôi biết muốn nghe tiếng, cho nên con nói chuyện thôi chứ mới muốn quay cho điện thoại đi lặn như đồ nãy. Dạ. Mấy chú cũng hay gia đạo Phú Quốc á cô, làm nghề lặn rồi đó đó. Hả? Dạ. Chú lặn ở đây có 2-3 chiếc này. Dạ, cho con gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới chú luôn nha. Dạ. Con ở nhà nghỉ nào? Dạ, nhà, ở nhà nghỉ Hiệp Định á. Có cái phễu. Là chai này là 1 lít. Dạ đúng rồi. 28 ngàn. Ở mình có cây xăng không bạn? Dạ không thôi anh. Này chắc chơi game nè. Chơi Liên Quân hay gì nè, hay là Free Fire nè. Mấy con học lớp mấy rồi? Dạ con lớp 5, cho lớp 5. Lớp 5. Mày lớp 8 mà nó ở lên lớp còn lớp 6. Giờ con lên lớp 6 lớp 7 là con vô trong đất liền con học hay là học ở đây luôn? Ở đây luôn hả? Tụi con chơi vui nha. Rồi, chào mấy đứa luôn. Đứng chỗ này chụp hình. Xích đu. Nhìn thấy được vịnh Thái Lan. Phía đằng kia là ba hòn nơm. Chạy qua cái mặt này hơi sóng. Chạy lĩa kìa. Cái mũi muốn lút luôn. Bãi cây mến. Đây là một trong những bãi tắm đẹp nhất trên hòn lớn, trên hòn Củ Chon. Cả nhà mình muốn tắm biển thì cứ tới đây. Bên đây vách đá dựng đứng luôn.
với ngâm rượu. Dạ, nấu nước uống với ngâm rượu. Mấy trái này đỏ đẹp chưa? Chín rồi. Đây là trái dứa biển. Mấy cây dứa này nó hay mọc gần biển á. Chị Giang hỏi luôn. Trên đảo là hay có lắm. Mình lỡ bóc á nó xuất da. Mình mua luôn nha, chứ mất công để gì á không có ai mua. Tội cho bác. Đẹp nó quá chín à. Dạ. Vậy ngon lắm, ngâm nó ăn ngâm mất qua giờ đó. Ra đó ao. Rồi 60.000. Ra luôn gốc nè. Dạ. Nho rừng này, này dứa. Ngâm bao lâu là mình uống được anh? Mình ngâm cho vòng tuần lễ làm đúng rồi. Dạ. Em thấy như là có đường phèn hả? Mình dặn mấy đường phèn vô chứ. Dạ. Quá ngon. Trả lại quên lú vô. Dạ. Cá mú sao? 700.000 ký. 700.000 ký. Đánh lú, đánh rập á. Mú sao 700.000 ký. Cái này là ta đi bãi biển ta bắt. Này đi lú. Kéo ngoài biển á chị. Chú Bảy thợ lặn. Lặn cái ầu luôn. Nướng luôn à, 15 ngàn con sống là 10 ngàn. Hai cái vô ăn luôn. Vị nướng. Trên có làm thêm cái mái này. Nhìn dễ thương chưa? Dạ con chào bác. Bác trai là hàng ngày đi lặn hải sản, giờ đi bắt hải sản, giờ phục vụ cho khách ở bãi cây mến. Bãi cây mến. Dạ. Ở đây là mình lặn ở nhà, bán ở nhà, bán như cái giá hữu nghị. Dạ. Thì em anh em khách du lịch giờ ghé. Dạ. Trên đảo có mấy cái cây cổ thụ cũng đẹp lắm. Giờ mình đi tìm cây cô đơn. Có một cái hồ chứa nước cũng khá là lớn. Hồ chứa nước bãi cây mến. Cây cô đơn nằm ngay đường quen biển giữa bãi ngự với bãi cây mến. Cả nhà mình thấy đẹp không? Nằm một mình gọi là cây cô đơn. Nhìn vậy chứ tới gần cây cũng to lắm. Cây gốc. Thân cây mình thấy lỗ lỗ nè. Không biết trong này chim nó có ở không. Anh Hùng. Hải sản Quỳnh Anh. Chọc dọc bờ kè bên bãi chợt nè. Cả nhà mình chiều tối mát mát đi ra đây cùng với bạn bè gia đình ăn hải sản, vừa ăn hải sản vừa ngắm biển. Đó bà con mình có trang trí đèn nè, rồi bàn ghế, làm một ít ốc nhảy hay là ốc miệng giọng, tu hài nước mỡ hành rất là ngon. Buổi tối ở đây cũng là chợ đêm á, giống như bên Hòn Sơn. Quá đã luôn anh. Đó anh là mua mực của bà con ngư dân á, rồi giọng sống ở đây. Quán bên đây cũng vậy luôn, cũng quá chơi mực.
sưởi oxy này cho mực nó khỏe. Quán ăn hải sản Minh Sang, phía trước có một cái chiếc ghe mô hình Kiên Giang 77999TS, số quá đẹp. Hải sản không là hải sản. Giờ này bà con mình đang dọn da, đang lục bu. Đợi xíu mình cố gắng hỏi giá để cô chú anh chị mình tham khảo. Đi chơi đảo thì rất là nhiều anh chị quan tâm về hải sản. Còn cá kẽm kìa, cá kẽm nó lớn ngon á. Bán quà lưu niệm, đồ chơi trẻ em. Quán cà phê Tùng Diệu, mình thuê xe máy của chú nè. Xe máy có 1 lít xăng, 180.000 một ngày. Anh Đông quê ở Vĩnh Long. Mình nhờ anh Đông hỏi giá một vài mặt hàng hải sản. Ốc này này có giá không anh? Ốc này rẻ em, ốc này giá 130.000. 130. Là giá này đã bao gồm chế biến chưa anh? Chưa. Chưa anh ha. Dạ. Chế biến thì 200. Thì theo món, ví dụ như xào thì tính như tiền gia vị tiền công giá khác. Còn dạ. Luộc đó thì giá khác, luộc thì nó rẻ hơn. Đó, cái vỏ ốc này là bà con mình đánh bạch tuộc á, hồi nãy mình quay cả nhà mình xem á. Vỏ này bán chắc cũng mấy chục ngàn ha. À 20 ngàn. 20 ngàn. Vậy tính ra ở đây là bán giá rẻ hơn ở em nè. Ở em bán mấy chục ngàn á. 30-40 ngàn á. Có sò tổ hay còn gọi là ngao tổ, con này to chứ. Con này thường mình làm món gì anh Đông? Con này thường thì ở đây chỉ nướng mỡ hành. Nướng mỡ hành. Hoặc là nướng sa tế. Dạ. Mình bán theo ký hay bán theo con? Bán theo ký. Dạ. Một ký giá chế biến bao gồm luôn là tùy theo thời điểm, có lúc 180-150. Dạ. Ốc nhảy. Ốc nhảy. Ốc nhảy cá, ốc nhảy này thì thường giá 350.000. 350. Ốc này ăn ngon lắm á. Ốc nhảy cá. Ta thường gọi là ốc nhảy nhảy tròn. Dạ. Sò ngọt hay gọi sò dương. 200k. 200.000. Ốc hương, ốc hương cô nè. Ốc đó 400. 400. Bao giá chế biến? Còn ghẹ anh Đông? Ghẹ là ở đây em có rất là nhiều loại. Ghẹ 3-4 con một ký thì giá 300.000. Dạ. Ghẹ càng xanh ngon. Nhỏ hơn thì ít tiền hơn anh ha. Nhỏ hơn thì 150. Dạ. 200. Tôm hùm kìa. Tôm hùm đó giá 1.3 triệu. 1.3 triệu. Tôm hùm thiên nhiên. Tôm uni. Uni 550. Uni đó 6 con ký. 6 con ký 550. Dạ. Tre đây. Tôm hùm tre. Con này có thể khoảng tầm 1-2 ký. Dạ. Con này đúng rồi, bao gồm cả chế biến luôn, còn khoảng 1.6 triệu. Tôm này mình làm 2-3 món được không anh? Con này thì có thể mình đầu thì nấu cháo nè. Mình thì có thể nướng phô mai hoặc là cháy tỏi. Dạ. Xào bơ tỏi cũng được. Đi gia đình kêu con này. Tôm này là tôm hùm tre. Dạ. Tôm này là cào đánh bắt ở vùng Biển Đông. Dạ. Không nuôi nha, tôm này không nuôi nha các bạn. Tôm này là tôm thiên nhiên chấm tôm luôn nha. Hàng này là thiên nhiên chất lượng 100%. Hồi nãy là ốc nhảy cái, giờ là ốc nhảy đực. Quê mình hay gọi là ốc nhảy cày á. Hồi nhỏ là hay ăn xong á, lấy cái vỏ này mài hai bên này, làm mặt dây chuyền. Em cảm ơn anh Đông nhiều nha anh. Dạ. Chúc anh làm ăn thuận lợi nha. Đội cái nón này hay quá ta, cho nó đỡ nắng.
May quá, trời bắt đầu nó tan mây rồi, nắng lại rồi. Chị làm mực nang, mấy cái nang này để lại phơi nè, phơi rồi bán, người ta thu mua để làm thuốc chữa đau bao tử. Mấy cái nang này là nó nổi luôn, nó nhẹ nó nổi nhưng mà nó cũng cứng á. Là con cá đó mười mấy ký? 15 ký. Nó đổi màu trắng tinh tinh thấy không? Dạ. Con này nói là cá mú chân trâu nè, mà cái loại màu trắng này mình cũng ít thấy. Bán nguyên con 200.000 một ký. Là con này 3 triệu. Đây thu đỏ, thu đỏ. Thu đỏ. Ký đây có 200 à? Ký 200. Này ốc gai. 100.000. 100.000. Dạ. Con này là 30.000 con. Dạ. Anh bắt con nhỏ nhỏ để anh dễ ăn. Cái lớn quá là ăn không nổi đâu. Lớn quá ăn bị sượng á. Dạ. Mình mời ảnh con nè, ăn cho cả nhà mình xem đặc sản Nam Du nha. Nó hút hết nước lên. Món mực này bên Thái Lan á, người ta bán một con nếu mà tính tiền Việt ra là 100.000, 100 mấy ngàn con. Ngon. Này ăn mực này nó có tanh. Dạ. Ăn quen mình ngon. Người ăn sống ăn sashimi được thì ăn này ngon. Dạ. Đó, cả nhà mình nhớ là nếu mà có thưởng thức cái món này thì nhớ là kêu chủ quán người ta lựa con nào mà nó nhỏ nhỏ thôi. Mấy con cá giỏi mấy anh mới câu. Cá giỏi này làm gỏi ngon lắm nè. Hay quá anh. Lưới đánh rồi đánh dưới biển. Dạ đánh lại ha, kéo xong đánh lại. Quay đăng lên YouTube đi. Dạ anh. Đăng này lên là chị tìm giải mình luôn rồi. Ốc nè, ốc nữa. Quá rồi. Ốc nữa. Trời. Con này to. Anh chắc tên cái gì rồi anh? Minh 86. Vậy đã chưa? Bữa nào cũng coi chân á. Dạ cảm ơn chú. Chú chủ ghe có xem kênh của mình. À, có. Phan Thiết rồi Hậu Quế gì tao coi. Dạ. Lúc luôn. Dạ, con da đợt này chúng ở mình quá trời ghẹ luôn. Ghẹ nhiều thôi. Ốc nè. Ra lâu chưa? Dạ con da hôm qua. Dạ. Rồi. Đang không lên tìm chảo chống luôn đi. Làm cái mày là mà bay chống luôn. Chưa có vợ nè. Toàn là ghẹ nhất không chú ha. Ghẹ bự luôn á. Chưa này nước sâu. Chưa có vợ mà nó giờ. Dạ đánh lưới nước sâu, ghẹ lớn. Chị thai. Chú làm ghẹ rồi ghẹ anh. Chưa chưa mười mấy năm rồi đó. Mười mấy năm. Dạ. Mười mấy năm rồi. Làm lâu lắm rồi. Nhà ở đây luôn hay là tới mùa làm biển thì tới đây thôi nhỉ? Ở đây luôn, neo ghe tại đây luôn. Dạ. Nhà luôn. Chú tên gì chú? Tên Đen. Chú Đen. Dạ. Cảm ơn chú Đen ủng hộ con nha. Hồi lúc nào cũng con cho anh mãi cho đó. Dạ. Bây giờ đi lên bắt đầu cái nằm chổng bắt đầu cái làm công chuyện rồi vừa coi vừa nằm chuyện vậy đó. Dạ. Coi phái coi này. Con nghe mà con vui quá trời luôn á. Ủa thấy trẻ hơn chứ trời. Dạ nhìn ngồi trẻ hơn chú ha. Ở trong con đi quay YouTube.
Đi chạy dài đó. Dạ. Ừ. Còn chú Đen nhiều sức khỏe nha, với mấy anh cũng vậy nha. Cảm ơn chú Đen cho con quay. Chúc con ráng làm nghề này để quay cho bà con đồ coi chia sẻ nha. Dạ. Chú Đen. Nguyễn Ngọc Tân. Chú là ba của em bán kiệu chỉ bên Hòn Sơn á. Video trước mình quay em á, em 2K9 á. Là mình bán ở đây 10 ngày. Giờ mình qua mấy cái đảo khác mình bán 10 ngày tiếp cứ xiên kẻ gì á. Con thì bán Hòn Sơn, ba thì bán ở Nam Du. Lấy cho con cây đi chú. Hai chục ngàn một cây. Đi mà ăn đặc biệt chứ hẹn. Hai chục ngàn một cây mà đặc biệt ăn chứ hẹn. Vừa là để trong cái thùng đá. Chú là thuê mỗi đảo một phòng trọ. Chú có chia sẻ là mình bán 10 ngày thôi để cho khách ở đây nè, người ta thèm á, xong đợi thời gian mình quay lại. Này rất là hay luôn nha. Xe là mình chuyển qua mấy đảo là bao nhiêu tiền chú ha? Về xe về người luôn cả 500. Là một lần đi á? Đồ đạc luôn. Mà mình mướn phòng là người ta có cho mình ở ví dụ tháng tính 10 ngày hay là một tháng thì tính một tháng luôn? Coi như là mình mướn ở đây thì tính tháng, còn qua kia mình ở 10 bữa, mình hỏi người ta mình ở 10 bữa thôi. Dạ. Chị bé. Anh Định. Anh chị là chủ nhà nghỉ Hiệp Định. Mình thuê phòng của anh chị á. Giờ hỏi thăm mới biết ra là chị ở Bình Tuy nè, ở Bình Thuận nè. Dạ. Là sao chị xuống đây? Là gặp ảnh hay là ảnh đi đâu gặp chị? Đi theo ghe đi buôn bán đi con mực á. Dạ. Rồi xong giữ lại luôn. Giữ lại luôn. Ở lại đảo luôn. À. Dạ. Hồi xưa vô ở trong đất mình mà. Dạ. Bắt cóc luôn chứ. Là mình đang ở bên Bãi Ngự á. Bãi Ngự. Tới mấy cái tháng mù bắc là chắc ở đây ghe thuyền nhiều anh ha. Mù bắc là ghe Khánh Hòa với ghe lưới bao, lưới rút chủ của Khánh Hòa với Nha Trang. Không, Khánh Hòa với Nha Trang. Thanh Hòa, Phú Yên, Nha Trang có một hai chiếc à. Dạ. Thanh Hòa, Phú Yên vô đây nhiều. Nhiều lắm. Mấy chục chiếc á. Có cơm á. Giờ này cũng hơn 12 giờ trưa. Mình tới cầu cảng gần chợ Bãi Chợt nè. Đi lên tàu rồi tàu sẽ chở ra mấy cái hòn đảo xung quanh đảo chính nè. Như hòn Hai Bờ Đập. Có bờ biển rất là đẹp. Tàu này là anh chị chủ nhà nghỉ anh Định, chị bé giới thiệu. Mình đi chung với gia đình anh Thanh nè. Anh Thanh ở chung nhà nghỉ với mình. Vợ ảnh với ba đứa con gái. Mắc cỡ. Tàu lớn, có bàn ghế ngồi. Đi chuyến này là mình sẽ được ăn cháo nhum. Bà nói là bà ngữ xe sát cụ biển. Cô chạy ghe hả? Để chú lặn. Không, thả lặn luôn. Lặn luôn hả? Thiệt không cô? Thiệt quá. Ở đâu có lặn găng bỏ bọn gì không? Không vắng đưa bỏ lên mạng. Dạ, lặn về xong mình cặp vô tàu mình bán cho tàu luôn. Không lên
bên giữa. Dạ. Chào đại gia đình mình luôn nha. Đây cũng giống nè. Bữa này là cano. Chiều dưới cái tàu mình có bán hàu nướng dùm nướng à. Nhà mình có ăn đặt nha. Dạ. Còi nữa nè. Ừ. Nhìn mình đó kìa. Dạ mấy con hàu đá này lặn xuống là chắc phải dùng bú mình đục mình đập ha. Giống cục đá mà có thịt cháu ha. Đập xong rồi dùng dao nè để tách da. À, có 4 giờ ngoài, 4 giờ 20 rồi bắt đầu mình ăn, mình dạ. Ăn xong mình về. Hơn 4 giờ chiều á, là mình được ăn một phần cháo nhum. Đây gạch nhum nè, gạch nhum để nấu cháo. Còn bên này là nhum nướng. Nhum đó gạch nhiều, chiều lại nướng. Chứ ăn đó là miễn phí. Miễn phí hả chú ha? Ừ, còn dạ. Ống thở, ống thở, ống thở, mỗi 50 ngàn cái. Dạ. Mình đi nửa ngày mình cái tin bây giờ mình sẽ qua Hai Bà Đập tham quan chụp hình tắm biển, muốn ăn uống gì thì rất ăn rồi bên đó có chơi dù bay, chơi mô tô nước, chơi chiếc chuối gì cũng lắm hết trơn á. Mình muốn chơi chơi không chơi thôi mà không ép buộc mình rồi. Dạ. Thì xong là tầm 3:20 á mình đảo ngược lại chuyến tàu, mình đi ngắm san hô, mình đi ra đảo khác mình ngắm. Em có 2 điểm thôi, mình đi nửa ngày chỉ được có 2 điểm. Dạ. Còn nếu mà đi một ngày là mình đi được mấy đảo luôn? 4 đảo. 4 đảo. Là Hòn Mấu nè. Trước tiên là mình đi Hòn Dầu. Hòn Dầu trước. Hòn Dầu lên đó. Lên đó mình tham quan chụp hình cả tầm chỉnh tiếng hồ gì đó, tiếng ngoài hồ. Rồi xong mình qua Hòn Mấu. Qua Hòn Mấu tầm 1:30 chứ mình đi qua Hai Bà Đập. Dạ. Mình đi qua Hai Bà Đập xong cả 3:30 mình đi ngắm san hô. Là được 4 đảo. Dạ. Trên tàu có bán đá me, cà phê, nước ngọt, trà đường, mì ly. Sự cố xíu cả nhà. Chân vịt á, nó dính vô dây neo á, bây giờ phải gỡ ra, lặn xuống. Nếu mà đi như mình á, chứ đi chiều về á, thì một người là 150, còn mình đi cái ngày luôn là 300 ngàn, có ăn bữa cơm trưa. Bên tay trái của mình là Hòn Ong, ở giữa là Hòn Dầu, bên cạnh là Hòn Ngang, Hòn Ngang rồi tới Hòn Hai Bờ Đập. Trên Hòn Ngang bà con mình sinh sống cũng nhiều nè.
bà con mình cũng có nuôi hải sản nữa. Quá đẹp luôn. Thời gian gần đây á, hòn hai bờ đập á, rất là hot. Rất nhiều bạn trẻ thích qua hòn đảo này để chụp hình check-in. Có tầng trên á. Trên này có ghế nằm. Tới đảo rồi. Từ hòn hai bờ đập chạy ghe một chút xíu thôi là sẽ tới hòn Máu. Ngày trước hòn hai bờ đập này là hai hòn đảo tách biệt nhau, hòn bờ đập lớn và hòn bờ đập nhỏ. Về sau ở giữa hai hòn đảo nó lộ lên một cái con đường nối hai đảo này lại, rồi người ta san lấp đổ thêm đất đá tạo thành một cái con đường cao như bây giờ. Rồi hai đảo nó nối liền lại với nhau luôn. Vừa làm bè nuôi cá, vừa làm cầu để cho khách đi ra đi vô. Trời ơi, mấy con cá bớp kìa. Cá bớp to thiệt. Còn đó phải hơn chục ký là ít á. Dưới cá vịt. Đi cái này nó lắc qua lắc lại. Anh chị nào có vé này vui lòng theo luôn rồi á. Nước trong đã thiệt. Trong xanh luôn. Bãi cát trắng. Bên đó là con đường nối hai đảo á. Đẹp luôn chú ơi. Hai chú chụp không? Chụp luôn nha nè. Bờ đập. Vô đi. Ai lên. Từ từ để cho hai chú chụp cái. Mình đợi hai bác chụp xong mình đi qua. Rồi, tắm 30 phút rồi. Rồi không nhau khách phải lộn. Đứng chỗ này là chụp hình toàn cảnh luôn. Lót mấy cái tấm ván gỗ nè. Ghế. Tắm, chỗ này tắm thôi. Tắm nha, tắm đi. Đi lên vào chỗ thay đồ đi. Đây, chụp cái gì vậy đó. Mấy bác nói già đây không tắm là rất là uổng. Nước cũng cạn, không có quá sâu. Chỗ này lên hình đẹp. Ai mà chưa có người yêu ra đây chụp hình và đăng Facebook là sẽ có người yêu.
mô tô nước. Xa xa có người chơi dù lượn kìa cả nhà. Dù bay một người 700 ngàn, dù bay hai người thì 1.200.000. Mô tô nước 10 phút 500 ngàn, 20 phút 1.000.000, đi 1 tiếng thì 3.000.000. Giờ hạ là có người đón. Đến Nam Du cả nhà mình đừng bỏ lỡ địa điểm này. Không cần đi đâu xa, Việt Nam mình phải nói là có rất là nhiều chỗ để mà tự hào. Trong này có khu ăn uống nè. Ghế lười. Bậc thang đi xuống. Ba rưỡi mình sẽ lên tàu lại để tới cái điểm lặn ngắm san hô. Mình nghe bà con mình tại địa phương kể là sau một cái quá trình thời gian rất là dài, rồi nó lộ lên một cái con đường chỗ này. Nó lộ lên nhưng mà nó không có cao đâu cả nhà, nước nó vẫn ngập. Rồi người ta làm lại, đầu tư làm lại. Bên đó là hòn bờ đập nhỏ. Kéo bút chì này á, bạn bè rủ nhau chơi vui lắm. Đó, lướt đã chưa? Có chú đi ra đây câu cá luôn. Đi ra mấy bãi đá này đừng có mang dép nha cô chú anh chị, với đi cẩn thận xíu.
dễ trơn lắm. Hồi nhỏ mình đi mấy cái bãi này là mình té hoài luôn á. Cát mịn. Góc nào chụp hình cũng đẹp. Mấy tảng đá nhìn cũng hay hay. Chết đứng ngoài này luôn. Nằm dưới đài hả? Thì không có thấy nắng thôi chứ. Con thấy nắng hả? Đây đẹp, cũng giống như biển miền ngoài. Dạ. Nước trong quá. Ở miền Tây ít khi có biển được như gì lắm nè anh. Tại nói chung là chỉ vào mấy cái Kiên Giang nè. Vùng Kiên Giang này thì mới có biển nhiều, cũng đẹp. Dạ. Hồ Sơn, Đảo Hải Tặc, em có qua Đảo Hải Tặc chưa? Dạ em chưa. Rồi em cũng tới à. Dạ. Đảo Hải Tặc, rồi Phú Quốc hôm qua rồi mà phải không? Dạ. Biển ở miền Tây là Kiên Giang là đẹp nhất rồi. Dạ. Lúc mà mình lên đảo á thì sẽ phụ thu phí một người là 20.000. Đó, mình vô đây có võng nè, có ghế cho mình nằm, nhà vệ sinh đầy đủ. Vậy tắm xong mà nó ngồi cái gì tôi tắm. Bạn này ship bia với ship đá. Cành hay quá. Tiếp tục tàu sẽ chạy tới khu vực của Ba Hòn Nơm để cho khách lặn ngắm san hô. Ba Hòn Nơm này nằm gần đảo lớn luôn, Hòn Lớn luôn. Thuê cái gương lặn có cái ống thở. Ở dưới nó sao mà bán? Nó đỡ mệt hơn. Ở dưới toàn là san hô không á. Hai bé này là tắm từ bên hòn Hai Bờ Đập qua đây luôn á. Vợ con anh Thanh. Nó tự nổi rồi ơi chị. Rồi để kiến che vô nhìn dưới có cá dưới á. Đúng rồi, bịt có mũi ra. Có gì thảo bằng cái miệng. Xuống à. Đi xuống dưới đi. Để kiến vô đây con này kiến lên. Mồi quá trời to luôn. Thank you.
nhiêu là lít 200 không con đẹp. Tắm biển xong á, về đó bụng với ngâm nước một chập hồi nè. Người nó cũng lạnh lạnh. Ăn miếng cháo nóng vô. Bà con mà đi làm biển nè. Vừa rồi là những hình ảnh ở quần đảo Nam Du, Kiên Giang mình gửi đến cô chú anh chị. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích video này. Xem video đừng quên tặng cho mình một like cũng như là một lượt đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho mình. Mình cũng xin phép được tạm dừng video này tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của mình nha. Dạ bye bye.